Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Work Cartoon. Mỗi bộ phim hoạt hình là một thế giới, một vũ trụ khác mà ở đó luôn ngự trị một thế lực, một khái niệm về kẻ mạnh nhất. Nói tóm lại là một nhân vật với sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có khả năng tác động lên không chỉ một thế giới, một vũ trụ mà còn có thể là nhiều thế giới và nhiều vũ trụ khác. Có những cái tên mà tất cả chúng ta ai ai cũng đã biết và hiểu về sức mạnh của họ. Nhưng cũng có những cái tên mà chúng ta chưa biết, không nhớ đến hoặc là chúng ta không hề nghĩ rằng họ lại có sức mạnh tới như vậy. Những kẻ mạnh nhất đó là ai? Sức mạnh của họ lớn đến nhường nào? Tầm ảnh hưởng của họ trong thế giới ra sao? Tớ sẽ giúp các cậu tổng hợp một vài cái tên tiêu biểu và sáng giá trong danh sách những kẻ mạnh nhất trong video ngày hôm nay nhé. Với tiêu đề, những nhân vật mạnh nhất trong vũ trụ cartoon. Bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Quiero go! Một, Bill Cipher, Gravity Falls. Trước đây, khi tớ mới xem Gravity Falls, tớ đã nghĩ rằng Bill Cipher cũng chỉ là một nhân vật phản diện kỳ quặc, một gã trùm cuối mạnh nhất trong thế giới của Gravity Falls mà thôi. Tuy nhiên, tất cả suy nghĩ ấy đều là đã từng. Sau khi chứng kiến sự kiện Wimbledon mà hắn gây ra, cũng như update thêm nhiều kiến thức khác về bộ phim, tớ mới thấm thía được hết sức mạnh của tên ác quỷ tam giác bành trệ này. Và kể từ đó, thì theo quan điểm của tớ, hắn ta, Bill Cipher, chính là một trong những nhân vật mạnh nhất trong vũ trụ cartoon, và sức mạnh của hắn hoàn toàn không thể đùa giỡn được. Dù chỉ là một nhân vật hư cấu được dựng lên để trở thành trùm cuối trong Gravity Falls, thì Bill Cipher không chỉ dừng lại trong thế giới của bộ phim, cả về mặt hình ảnh lẫn sức mạnh, mà tạo hình của hắn ta trong Gravity Falls, một hình tam giác vàng được vẽ giống như kim tự tháp, có một con mắt và ăn diện như một quý ông, được nhận định là được lấy cảm hứng từ nhiều hình ảnh ngoài thực tế. Ví dụ như Eye of Providence, con mắt của Thượng Đế. Hình ảnh này còn được gọi với cái tên khác là All Seeing Eyes, được coi như là biểu tượng của tri thức, của sự nhìn thấu của Chúa, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Còn theo như cách lý giải của Gravity Falls, chính Eye of Providence được lấy cảm hứng từ Bill. Chi tiết này chỉ ra một trong những khả năng làm nên sự nguy hiểm của Bill Cipher, với câu nói của hắn. I'll be watching you. Cùng với đó là hình ảnh liên quan đến Bill Cipher xuất hiện ở nhiều phân cảnh trong bộ phim. Điều đó chính là ám chỉ Bill luôn ở xung quanh. Hắn sẽ luôn dõi theo và nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Một kẻ khủng khiếp như vậy chắc chắn không sinh ra cùng với thế giới này. Và đúng là như vậy, bởi những lời đồn đại đã nói rằng hắn ta còn già hơn cả vũ trụ và thời gian cả nghìn tuổi. Khởi nguồn của Bill Cipher từng là một vũ trụ hai chiều, có thể được lý giải qua cuốn sách Flatland, một thế giới chỉ tồn tại những hình học phẳng. Tuy nhiên, là một kẻ điên loạn với tâm trí vặn vẹo và yêu những sự kỳ quái, Bill đã ra tay với quê nhà của hắn và tiếp quản một vũ trụ mới, một nơi được liên kết với nhiều vũ trụ khác, hỗn loạn và không có luật lệ. Đó chính là cõi ác mộng, Nightmare Realm. Sau đó, hắn ta muốn bành trướng và tiếp cận con người, chọn cái tên Bill Cipher để che giấu đi cái tên thật quá đỗi khủng khiếp, thứ có thể khiến cho người nào biết được phát điên lên. Sau nhiều lần thao túng con người để tìm cách bước vào chiều không gian ba chiều, hiểu đơn giản là thế giới khác với thế giới chỉ có hình học phẳng, Bill đã gần như có được cánh cổng mà hắn muốn nhờ vào Stanford Fort Bill Brick Pies, cho đến khi kẻ tín đồ của hắn đã kịp thời nhận ra và phá hủy kế hoạch này. Nhưng rồi, Bill cũng đến được thị trấn Gravity Falls, dẫn cõi ác mộng của hắn tới chiều không gian ba chiều và tạo ra một ngày tận thế, có tên là Wimbledon. Wimbledon bắt nguồn từ từ gốc Armageddon, đề cập đến một địa điểm, nơi mà ngày tận thế sẽ diễn ra với cuộc chiến cuối cùng giữa cái thiện và cái ác. Nhìn chung là đề cập đến ngày tận thế. Trong Gravity Falls, nó được biến tấu vì thực sự những gì mà Bill gây ra không chỉ tệ mà còn kỳ quái với rất nhiều sinh vật và sự biến dị. Khả năng của Bill Cipher là không thể đong đếm, bởi không ai biết rõ sức mạnh của hắn sẽ tới đâu khi hắn được triệu hồi và sau đó là được giải phóng hoàn toàn sức mạnh. Trước hết là sự hiện diện của hắn ở mọi nơi, mọi chỗ và sự quan sát nhìn thấu mọi thứ đi cùng với nó. Tiếp theo là việc hắn ta thực sự là một kẻ thao túng tâm lý, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bill Cipher dễ dàng dùng lời nói đầy tri thức của mình để lùa những con người nhẹ dạ, có tham vọng làm việc cho hắn thông qua một dạng hợp đồng ác quỷ giống như nhiều ác quỷ khác. Một cái bắt tay, hắn sẽ cho kẻ giao kèo với hắn thứ mà kẻ đó muốn và ngược lại kẻ đó cũng sẽ phải trả một cái gì đó. Nếu không chơi trò thao túng tâm lý, hắn ta sẽ trực tiếp cướp xác, giống như Dipper đã từng bị hắn ta cướp xác. Bill Cipher hoàn toàn có thể xâm nhập vào tâm trí người khác, thao túng cơ thể của họ theo ý hắn. Sự hiện diện, tri thức, khả năng thao túng, nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của Bill. Hắn ta có thể di chuyển qua nhiều chiều không gian, bởi cõi ác mộng của hắn là một vũ trụ liên kết với nhiều vũ trụ khác. Tức là ở đâu có ác mộng, có những giấc mơ kỳ quái, ở đâu có sự kỳ dị, có nỗi sợ, thì ở đó có Bill, hắn ta sẽ xuất hiện. Và sự thật là Bill Cipher không chỉ xuất hiện trong mỗi Gravity Falls,
Hắn ta còn từng xuất hiện được cả trong những bộ phim hoạt hình khác như là The Simpsons, một bộ phim nổi tiếng với việc có thể tiên tri những sự kiện xảy ra ngoài thực tế, hay Amphibia và Rick and Morty. Tức là hắn là một mối đe dọa đa vũ trụ. Khi cõi ác mộng của hắn được hợp nhất với thị trấn Gravity Falls trong sự kiện Quimadon, quyền năng của hắn còn mở ra hơn cả những gì mà hắn đã làm khi chỉ còn là một hình tam giác. Hắn ta có thể bẻ gãy thực tại, thao túng mọi thứ bằng suy nghĩ, triệu hồi hay thao túng thời gian, không gian, thao túng suy nghĩ, thao túng giấc mơ. Và đặc biệt hơn, hắn chỉ cần một cái búng tay là có thể thực hiện những điều đó. Quá dễ dàng cho một kẻ có thể chống lại cả thời gian lẫn không gian. Triệu hồi thì dễ, phong ấn lại thì khó hơn, cho dù có nhiều cách phong ấn. Sức mạnh thì ao trình trong nhiều vũ trụ, lại còn có khả năng tác động lên nhiều vũ trụ. Giỏi thao túng lại vừa điên loạn vừa vặn vẹo về tâm lý. Đó chính là lý do mà Bill Cipher trở thành một trong các nhân vật mạnh nhất trong vũ trụ cartoon. 2. Celestial Sapiens Ben 10. Không khủng khiếp và tàn bạo như Bill Cipher, cũng không phải chỉ là một cá nhân mang theo sức mạnh khủng khiếp. Cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách những nhân vật mạnh nhất trong vũ trụ cartoon chính là một chủng tộc alien với ngưỡng sức mạnh khổng lồ trong Ben 10. Đó chính là các Celestial Sapiens mà chúng ta lần đầu được biết đến trong Ben 10 Alien Force với người ngoài hành tinh Alien X của anh chàng Ben Tennyson. Cái tên của chủng tộc này bắt nguồn từ từ gốc Sapien chỉ người, con người hay loài người, kết hợp với từ Celestial để chỉ những thứ thuộc về bầu trời và thậm chí vượt xa cả bầu trời. Theo những gì được giải thích trong Ben 10 thì các Celestial Sapiens được ra đời từ Forge of Creation, nguồn sức mạnh vĩ đại nhất của toàn vũ trụ, một nơi nằm ngoài cả vũ trụ được ẩn giấu kỹ lưỡng để chỉ các Celestial Sapiens và những ai có bản đồ vô cực mới có thể tới đây. Con người duy nhất mà không cần bản đồ vô cực vẫn có thể tới được Forge of Creation, có lẽ chỉ có mỗi một mình giáo sư Paradox, bởi ông có năng lực có thể di chuyển qua nhiều chiều không gian và dòng thời gian khác nhau. Quay trở lại với nhân vật chính, các Celestial Sapiens là một chủng tộc người ngoài hành tinh có hình dạng người với cơ thể giống như một vũ trụ với hàng vạn ngôi sao trong đó. Sự tồn tại của họ có thể nói là gần giống như một đấng toàn năng trong cả dải ngân hà. Họ sống cao cao tại thượng, không can thiệp quá sâu vào những việc tầm thường. Sức mạnh của họ như đã nhắc đến ở trên là vô cùng to lớn bởi nó có thể tác động đến cả vũ trụ. Họ có thể bẻ cong thực tại, tác động lên thời gian và không gian theo mức độ mà họ mong muốn. Ví dụ trong lần đầu tiên mà Alien X xuất hiện, Ben đã dùng Alien X để quay ngược thời gian và khôi phục lại trạng thái trước đó của cái đập nước bị vỡ. Kỹ năng này khủng khiếp tới nỗi, nó có thể tái tạo lại toàn bộ vũ trụ, giống như khi Ben đã dùng Alien X để tái tạo vũ trụ của mình sau khi thứ vũ khí hủy diệt Annihilage được kích hoạt và xóa sổ vũ trụ của anh chàng. Cơ thể của các Celestial Sapien còn là bất khả xâm phạm, họ có thể miễn nhiễm trước các đòn tấn công, thậm chí là sống sót ngay cả khi thời gian và không gian đều đã bị hủy. Ngoài ra, các Celestial Sapien còn có nhiều quyền năng khác nữa như telekinesis, điều khiển đồ vật bằng tâm trí, dịch chuyển, phản đòn, tạo ra trường lực, sức mạnh siêu phàm, khả năng tái tạo cơ thể, vân vân. Tuy nhiên, cũng chính vì quyền năng vươn xa tới mức có thể tác động lên cả vũ trụ, cả thời gian và không gian, đối phó được với cả những vũ khí hủy diệt như Annihilage, các Celestial Sapien phải có cơ chế để đảm bảo rằng họ không gây ảnh hưởng tiêu cực tới vũ trụ. Họ phải tuân theo các đạo luật để đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ. Mọi hành động đều phải được đề cao sự lý trí và không bao giờ có chỗ cho sự bốc đồng hay thiếu cẩn trọng. Bên cạnh đó, dù cho có sức mạnh để bẻ cong cả vũ trụ, thì các Celestial Sapien vẫn phải có được sự đồng thuận của hai nhân cách đối lập bên trong họ để có thể sử dụng sức mạnh. Đó là lý do vì sao mà Ben phải thuyết phục được Serena, giọng nói của tình yêu và lòng trắc ẩn, Bellicus, giọng nói của sự giận dữ và hung hăng để có thể sử dụng được sức mạnh của Alien X. Cùng với hạn chế trên, các Celestial Sapien cũng là một chủng tộc tuy mạnh nhưng sơ sẩy là dễ bị lợi dụng, dễ bị lấy đi sức mạnh bởi những chủng tộc có khả năng rút năng lượng như Osmosian. Và ngoài ra, vì các Celestial Sapien là cả một chủng tộc, họ có thể cản trở lẫn nhau bằng sức mạnh của chính chủng tộc mình. Nhưng nhìn chung thì trong vũ trụ cartoon, các Celestial Sapien vẫn là một trong các sinh vật mạnh nhất bởi họ có khả năng tác động đến cả vũ trụ, không gian và thời gian. Chỉ bởi vì họ là chủng tộc hướng thiện, hành động vì đại cuộc, có tuân thủ luật lệ và hành động lý trí, nên họ không bùng nổ sức mạnh và gây ra mối đe dọa giống như những kẻ như Bill Cipher. 3. Glitch, Come and Learn with PP. Chỉ mới khoảng tầm 2 năm trước, một video hoạt hình ngắn chưa tới 3 phút có tên là Come and Learn with PP đã tạo ra một làn sóng chấn động trong cộng đồng những khán giả yêu thích hoạt hình. Những giây đầu tiên, đoạn video hoàn toàn chẳng khác gì những video hoạt hình dạy học vui nhộn và dễ thương dành cho các em nhỏ. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn khi một làn sóng glitch bất ngờ ập tới và nuốt chửng thế giới của Pippi. Theo sau đó là rất nhiều những thế giới trong những bộ phim hoạt hình khác bị nuốt chửng bởi đợt sóng glitch,
những nhân vật mà chúng ta đã quen thuộc như Finn trong Adventure Time hay chú chó Scooby-Doo đã bị làn sóng glitch lây nhiễm và trở thành các xác sống vô hồn. Sự kiện này đã dấy lên một trận đấu giữa Peepy, lãnh đạo và những nhân vật cartoon may mắn sống sót, chống lại glitch và những nhân vật đã bị lây nhiễm. Tuy chỉ là một sản phẩm được tạo ra cho dịp lễ Halloween, nhưng Come and Learn with Peepy đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi các yếu tố, tận thế, đại dịch và đặc biệt là sự hợp nhất đa vũ trụ, khi mà tất cả những bộ phim hoạt hình quen thuộc đều tụ tập lại trong câu chuyện này. Và đó cũng là lý do vì sao tớ đưa Glitch vào trong danh sách những nhân vật mạnh nhất vũ trụ cartoon. Nó không phải là một cá nhân hay nhiều cá nhân, nó không có hình dạng hoàn chỉnh, chỉ là một thực thể không rõ nguồn gốc, hình dạng, nhưng lại có sức ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ cartoon. Glitch mạnh tới đâu thì khỏi cần nói, bởi chỉ cần nhìn vào những gì mà Chameleon with Peepy đã thể hiện là các cậu sẽ có rất nhiều cảm xúc với nó. Sợ hãi trước sự càn quét của nó, cảm giác hồi hộp khi nó quét qua từng thế giới trong từng bộ phim hoạt hình mà chúng ta yêu thích, cảm giác ngột ngạt khi nó hủy diệt những thế giới trong cartoon đã từng vô cùng tươi đẹp, cảm giác tuyệt vọng khi phải chứng kiến những nhân vật còn sống sót sinh tồn trong một thế giới đổ nát, phải giành giật, phải chiến đấu để được sống, dù cho là phải chống lại những người thân yêu của họ đã bị Glitch tha hóa. Glitch còn mạnh tới nỗi nó nuốt chửng được cả những nhân vật chính, những nhân vật luôn có hào quang để chiến thắng mọi kẻ thù, chiến thắng mọi điều xấu xa. Vì lẽ đó, Glitch góp mặt trong danh sách này là hoàn toàn hợp lý. Gọi nó là nhân vật thì không đúng, nó giống như một thực thể, một khái niệm hơn. Nhưng nó có sức mạnh quá lớn trong vũ trụ cartoon, bao trùm lên được rất rất nhiều thế giới trong nhiều bộ cartoon khác nhau, tha hóa được những nhân vật được cho là hào quang, là trung tâm của thế giới đó. Và hơn hết, Come and Learn with Peepy không được phát triển, đồng nghĩa với việc không có câu trả lời cho câu hỏi liệu Glitch có điểm yếu nào hay không, hay liệu nó có thể bị đánh bại hay không. Và một nỗi lo sợ đặt ra là liệu Glitch có chỉ dừng lại ở những thế giới cartoon kia hay không. Vừa rồi là 3 trong số các nhân vật mạnh nhất trong vũ trụ cartoon mà tớ muốn tổng hợp cho các cậu. Vẫn còn nhiều cái tên nữa, nhưng vì có quá nhiều chi tiết cần được nhắc tới, nên tớ đành xin phép lùi lại để đề cập tới trong video tiếp theo. Tớ sẽ không xếp hạng các nhân vật mà chỉ đề cập, nên tớ thực sự rất tò mò ý kiến của các cậu về việc xếp hạng các nhân vật này. Hãy chia sẻ suy nghĩ của các cậu về các nhân vật trong video ngày hôm nay bằng cách comment xuống bên dưới nhé. Hy vọng là các cậu sẽ yêu thích video này và hẹn gặp lại các cậu trong những video tiếp theo. Trong khoảng thời gian chờ đợi, các cậu có thể xem lại một số video khác mà chúng tôi đã từng thực hiện. Tớ sẽ để lại đường dẫn ở đây. Còn bây giờ thì Way to Where out.